Chào các bạn, hôm nay LinkedIn ST xin tiếp tục giới thiệu với các bạn IC nguồn top. Ở các video trước thì LinkedIn ST đã giới thiệu với các bạn là các IC nguồn MIP rất là phổ biến. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn các loại IC, đó là top 223P, top 223IN, top 222IN, top 225IN và top 224IN. LinkedIn ST thì cung cấp IC tháo máy chính hãng và IC mới chính hãng. Các bạn mua bên mình đều được bảo hành IC. Thì mình sẽ cho các bạn coi con top 223P tháo máy. Mỗi một loại IC bên mình thì được phân vào các khay khác nhau, tại vì bên mình có rất nhiều mã IC khác nhau. Top 223P. Đây rồi, mình sẽ lấy cho các bạn coi top 223P rất là nhiều. Sẽ lấy thử một con để cho các bạn coi. Rồi, mình đã focus được. Đây chính là top 223P. Đây là con tháo máy, trông của nó có vẻ hơi xỉn xỉn một tí, thì bên nó là tháo máy đó. Rồi, 223P. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn con top 223IN, cũng là hàng tháo máy. Đây rồi, rất là nhiều. Mình sẽ lấy thử cho các bạn coi một con top 223IN. Đây rồi, top 223IN. Con khác, đây top 223IN. Đó, đây là hàng tháo máy. Rồi, tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn là con top 224IN. Con mới đi, chính hãng. Đây, con mới nữa. Đây, hai con 224IN. Đó. Đây, có thể nhìn 225. Tiếp theo là con 225IN. Con này thì để khay ở đây, nhưng mà bên mình là lấy IC, vẫn chưa lấy IC từ kho hàng để đổ vào đây. Mình sẽ quay riêng con 225IN cho các bạn coi trong các video sau. Các bạn để mua các IC này thì các bạn truy cập vào website của nhà mình là linkedinst.com, hoặc gọi điện đến số điện thoại nhân viên kinh doanh trên cửa hàng, hoặc các bạn có thể đặt hàng trực tiếp trên website. Nhân viên kinh doanh sẽ gọi điện lại cho các bạn để xác nhận đơn hàng. LinkedIn ST xin chào và cảm ơn các bạn đã theo dõi video.